Phẩm mai mây chính nguyện lực hoằng sâu lại này đang tất cả Bồ Tát ở cõi Phật ngay hoặc hiện tại ai vì lai đều rất rốt ráo được nhất sanh bổ sứ chỉ trừ pháp đại nguyện vào trong sanh tử để độ hoằng sanh. Làm sư tử hống mặc áo giáp, làm những công đức trang nghiêm cho thầy nguyện của mình. Tuy sanh trong đời ác ngũ trược thì hiện đồng loại cho đến thành Phật, không tỏ ác thú sanh ở nơi nào đều biết rõ cúc mạng. Ý của Đức Phật vô lượng to muôn độ toàn tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới sanh về coi cực lạc đặt đến niết bàn. Đã làm Bồ Tát thì quyết chắc thành Phật, đã thành Phật rồi trở lại giáo hoa độ thoát. Truyền chuyển không nghĩ tánh nhân Bồ Tát chúng sanh sanh về cõi Phật đó đạt đến niết bàn chứng quả Phật số nhiều không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉ có một pháp không có tăng thêm gì sao vậy. Vì như biển lớn là vua các dòng nước chảy vào biển, cả nước trong biển này cũng không thêm bất cõi Phật Di Đà. Vĩnh viễn rộng lớn sáng đẹp an lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lũy đức, khi con làm Bồ Tát ẩn đức bộ thị của Phật vô lượng thọ khắp mười phương không cùng cực sâu rộng không lường không